nay em xin giới thiệu đến với anh chị và các bạn một mẫu mới của thương hiệu Tom Tok dành cho MacBook Pro 16 inch model 2021. Mẫu này có thiết kế thật là gọn, nhỏ gọn và vừa khít với MacBook Pro 16 inch. Ở bên ngoài lớp này có tính năng kháng khuẩn, kháng nước. Còn bên trong được thiết kế bằng lớp microfiber, có những thiết kế U trận này. Các viền bảo vệ xung quanh máy 360 độ. Nên là khách hàng sử dụng Apple, máy MacBook thường họ tìm đến sản phẩm của Tom Tok thì đều hướng đến cái việc mà chống sốc rất là tốt của sản phẩm này. Ở bên ngoài thì có thiết kế thêm một cái ngăn mở rộng để phụ kiện. Cũng rất là tiện lợi cho việc chúng ta để thêm mấy cái adapter nè, cáp sạc và chuột, tiện cho việc di chuyển. Trên cái móc khóa kéo cũng có thương hiệu Tom Tok, đừng chỉ sắc xảo. Đây. Nó vừa khít với MacBook Pro 16 inch. Bảo vệ 360 độ luôn, tất cả các viền của MacBook. Nên là khi chúng ta kéo dây kéo thì nó không có sợ bị trầy xước máy. Anh chị thấy dây kéo rất là êm và chắc chắn. Các bo góc. Rất là nhỏ gọn, vừa fit với cái máy luôn. Cái này thì tao ra dễ dàng bỏ vào những chiếc ba lô để mình đi làm việc hoặc đi du lịch. Nà, thiết kế bộ này có hai màu, màu đen và màu xám. Chúng ta có thể lựa chọn hai màu sắc mà mình thích. Thì thấy bên trong cũng bảo vệ rất là tốt. Túi Tom Tok này đều được bảo hành 12 tháng. Trong thời gian bảo hành, nếu mà chúng ta bị lỗi về vấn đề dây kéo nè hoặc là đường chỉ thì hãng đều bảo hành cho chúng ta hết.